Ok nha anh em nhá. À, món pịa sẽ để sau, còn bây giờ sẽ là cái món tiết canh. À, không đâu anh. Đâu, đây là bát tiết bông, nó bao giờ nó cũng thế này. Đấy, bây giờ thử, em thử sớm thử xem. Bát canh mà ăn cái tiết mà không có nhân trước thử xem thế nào. Đây. Tiết canh, tiết canh. À, tiết canh là phải có chanh. Đấy. Vâng, dính đấy. Đấy, thấy chưa, nó đông hết mà. Có hạt dồi hả anh? Có hạt dồi không? Có hạt dồi. Thơm anh nhỉ anh ạ? Thơm lắm. Thế em vào đây thử đi. Đó cho em thử nhé. Nhìn đẹp nha. Giống như kiểu là sơn ấy. Đó đây. Mát không? Mát mát. Thôi. Cái món này là món tiết gọi là tiết thừa. Thế anh chưa thử bổi. Từ từ. Ngon đấy. Đông hết nhá, đông hết không bị dư nước đâu nhá. Ăn mấy hạt dổi này ăn mình ngon này. Mấy lần trước không làm hạt dổi cũng ngon. Ngon hạt cây hạt dổi. Đây còn âu tiết này, cái này. Cứ từ từ anh em ta phải thưởng thức từ từ. Không là đấy. Cái này tiếp tục. Anh Cương đành hay lắm. Đấy. Mình úp cái này xuống không đổ đâu này. Đây vẫn ăn đấy. Ở trong kia quạt là vẫn ăn được. Ốt thật. Thật. Anh đờ đờ cái tay phát. Đờ đờ đờ. Thôi em xin. Không thật mà. Được chưa? Thôi thôi. Được, được đấy nhưng mà. Anh phải tự tin về cái năng khiếu của mình chứ. Đấy em đờ đờ cho lờ lờ hẳn rất cá. Đó, úp ngược luôn anh, úp ngược luôn. Úp ngược luôn. Uống được không? Ờ, đây, đây, đưa anh vào. Sẽ nào? Lấy cái đi nhá. Lấy cái này uống ở dưới. Nếu mà nó được cho anh, nó được anh. Sau đây là sẽ là pha gọi là siếc. Siếc tiếp. Anh phải từ tín vào tay nắng của anh. Đấy, em đặt nó xuống đất được. Đặt nó xuống đất được. Thôi, còn đặt xuống đất. Đấy, đỡ bỏng. Rồi. Bỏ cái đầu ra tí. Lươn một tí. Đấy. Đây cũng gọi là tiết canh nha anh em nhá. Lại anh lại. Quá ok luôn. Thôi thì thôi. Thế rồi. Đại đại món bịa là món kia đấy. Đấy không bị kia nhá. Cho em ăn. Đây từ từ cho khách thử trước. Đây bắt chanh mà anh ơi. Bắt chanh mà ăn ngon. Ăn đây luôn này. Tiết canh kia là ăn thẳng luôn rồi này. Ai à? Tốt hạt. Bí quyết của anh mà là ăn canh nhiều và cho sốt ruột ăn nhiều. Mình sẽ thử trước. Khách lấy kéo cắt không? Ui, dài lắm. Ôi lúc nãy úp thoải mái này, nó dính luôn này. Dính mà. Nó dính luôn này. Bát đỏ đẹp nhờ. Thì lúc cái bát đỏ em chọc cái thìa thì dính luôn á. Ừ. Mời các bác nha, mời mọi người nha. Ok không? Nào. Không luôn đấy. Mát. Đấy, nào, mát đi, xúc đi. Ngon lắm. Lướt đi em. Rồi. Cái món này ăn là khai vị thôi nhá, các anh em không được ăn no. Với đảm miếng to, ăn được với dưỡng. Mày xúc tiện, xúc cho anh. Đấy cho nó dính luôn kìa. Có mỗi nước chanh như vậy thôi. Ngon nhỉ. Món khai vị ăn miếng hết chứ. Cắt. Đến món chính. Ngon quá. Ê, con nhảm này nó có ăn tiết canh không đấy? Ê, cắt luôn nha. Cắt luôn để đến món chính. Cắt luôn để đến món chính. Lắm rồi ạ, món này. Đây, tiết canh quá ngon luôn. Đã đấy. À, bây giờ sẽ bắt đầu đến món chính nhá. À, khách hàng nhà mình là nói chung là chưa được ăn món súp bao giờ. Khách hàng à đâu. khách nhà mình chưa được có ăn món này bao giờ. Tâm tâm thằng. Đấy, trời ơi. Anh ăn thấy chưa? Đây là món cứt chính hiệu nhá. Không phải cứt đâu mà bịa nó cứt là đấy quá. Rồi bây giờ sẽ cho Hòa ăn thử cái món anh thích ăn đoạn nào? Nào, bây giờ nào cảm giác trung thủ nhất cắt cho anh ạ. Đây, thấy chưa? Bịa nó phải như thế này. Nào, đưa bát vào đây. Bát luôn anh.
Ui, kéo hơi sắc. Phải còn nước chứ. Ờ, làm tí nước nữa. Rồi. Rồi, thử đi. Này, thử trước. Không biết là ngồi... Từ từ anh cắt cái miếng này ra. Làm cả cái miếng này ngon. Ấy ôi, ấy. Thôi, đặc quá không, cái miếng này thì đặc quá không. Không đặc đâu. Nhai kỹ. Nhai kỹ à? Mình phải thi hẳn. Mình xin phép nhá. Từ từ cảm nhận. Từ từ cảm nhận. Chậm thế. Từ từ cảm nhận. Ăn từ từ thôi. Không túi. Không túi. Đúng không túi nhưng mà hơi mùi mùi đúng không? Thơm, ngon. Bùi bùi ấy. Bùi lắm. Đấy, nào vào đây thì ăn cái phần nào. Béo con nào béo. Đây béo gì? Béo đây, phần lòng lòng già nha anh em nhá. Cả một đi lòng già, một đi lòng già. Ờ đấy, đấy, phần lòng già trước này. Bát đâu? Bát bên kia. Đây đây. Đây, lấy bát đây. Đây, đây, đây. Nào. Đây, 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 đây. Đấy. Rồi, đây, phần lòng non á. Quên lúc nãy. Chưa ăn món này mọi người. Quên lúc nãy không lấy nó ra. Đấy. Rồi. Xúc nước. Hoa cứ thưởng thức đi. À, lại thêm chanh à? Thêm chanh. Có phải chấm không anh? Đấy, chấm ai thấy nhạt thì chấm. Lòng già, bia phải có lòng già nó mới béo. Ngon. Mình ăn quen rồi. Đây là quá ngon. Đây là còn hơi nhạt nhạt đấy mọi người. Nhạt chấm. Thường anh em mình làm là rắc vị trắng với cả vị nước lòng ấy. Đây nữa, đây nữa. Cái này này, cái này, cái sách nhá. Sách. Nào, hứng bát, hứng bát anh em, hứng bát. Chia nhau cái phần ngon. Ui. Đây rồi. Sách là ngon, nó dọn nữa này. Ấy, bát mình đâu nhỉ? Cho anh cái bát của anh. Đấy, rồi, từ từ. Rồi, ok, anh làm tí lòng non nữa. À, lòng non. Ui. Cái món này cứ ăn nóng nó ngon đúng không anh? Vâng. Ăn nóng như thế này. Không ở đâu có món pịa như của anh đâu. Pịa của anh là đặc biệt đấy. Anh ngồi pịa cả cái hùng ấy. Nói chung là ăn uống thiên nhiên vườn rau này em rau cứ ăn được cái rau nào cứ hái nhá. Đây, rau mùng tơi này, ăn lẩu rau luôn. Cứ hái. Rau nhà anh sạch lắm, không có sâu đâu. Tại vì anh phun thuốc thường xuyên. Phun thuốc thường xuyên mà. Rau nhà mẹ anh thế nên là yên tâm. Mời tất cả mọi người nhá. Wow, đây là món sạch này. Đấy, xanh à. Vừa luôn không phải chấm. Cắt cho em ít lòng gà với. Gà? Ngon. Em biết mới lòng gà đấy. Ngon rồi. Béo á. Vâng. Đấy gì? Vâng. Lòng gà. Ăn to còn tốt. Mồm thì bé cứ đòi ăn to. Cái lúc này anh nói cái sách ấy. Chật. Đấy, sách đây. Đấy, nào. Đấy. Đổ. Nhưng mà thực sự là lần đầu tiên ăn pịa có thấy ngon không? Không cứ phát biểu chuẩn xác là chuẩn xác thì em thấy món này tầm 8.5. Cũng thấy ngon đúng không? Ẩm bùng. Dễ ăn. Mà chắc là dễ tiêu. Tại vì anh lấy làm dễ ăn nhưng mà chứ không mình không lấy cái đoạn trong dạ dày xong vắt nước ra lúc nãy định vắt nước nhưng mà lại thôi mọi người. Tại vì có khách chưa ăn bao giờ thì nên là không dám làm đắng hẳn. Đắng anh còn thích ăn đắng nữa cơ. Cái phần này mình thấy ngon này. Nó kiểu giòn giòn sật mà mềm mềm ấy. Phần này quả sung nữa này. Đây, đưa bát đây. Ôi quá, cố gắng. Đừng. Cái này hơi dai, cắt mỏng.
Đấy. À. Đừng là đừng cắn mỏng ấy anh. Anh lấy cắn mỏng đi này. Chán thật. Cắn mỏng đi. Đây. Đây cho cậu. Hợp 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 hợp. Rồi làm quả ớt. Cứ người bạn ăn nhé. Ừ. Cái nhanh cái ớt. Ớt nhanh cái. Ớt nhà anh. Càng ngày mình mua ăn pịa chơi người ta càng cho ít. Cái chút nồi lên. Một bộ pịa như này bao nhiêu tiền anh? 200.000. Bộ dê núi đấy. Không phải dê ăn chưa đâu. Không phải dê nuôi đâu. Cái gì đấy? Rẻ phết đi chứ. Ừ. Cuốn tim. Mày kéo cắt ra. Nó cũng rẻ mà. Trong bữa này ngày mai anh em ta sẽ bắt đầu hút cá bắt cá. À, đi bắt cá. Chẳng mấy khi có khách nên là anh em mình sẽ thử thách 6 ngày 6 đêm tiếp khách. Ngày mai hút hẳn cá không phải đấy, chúng bắt tay anh em ta thi bắt cá. Không biết áo nhà anh còn cá không hay là mấy ông cá tặc cho đi hết rồi. Cái sò muốn thử không? Còn chứ, tất nhiên phải thử. Đấy, cá sĩ sò. Vào đấy. Đấy, cá sĩ sò. Ngon ngon luôn. Đây. Lấy cái bát mới. Đây, bát của em được mà. À được rồi. Được thì cũng được. Đấy, thế đổ vào nước cũ đi. Trời. Nước cũ đi. Rồi. Không, cái em hỏi là chỗ mua là hẳn dễ ăn nhất anh. Chỗ dễ ăn nhất à? Đây. Lòng non lòng già đây. Dễ ăn nhất nhá. Lim. Đúng, dễ ăn ngon để mà ngon nhất. Rồi, đó bảo nhá. Cá sĩ xóm. Rồi. Này lúc ra lấy nước ké chứ con. Ăn thì ngon. Rồi. Đây. Thơm mà. Rồi. Ăn nó hơi kiểu hơi ngâm một tí mà. Lần đầu tiên ăn pịa ở Tây Bắc các bác nhá. Nó hô pịa ba vỉ đấy, pịa Tây Bắc hay cắt ra. Đúng rồi, đặc sản là của Tây Bắc. Đặc sản Tây Bắc thì ba vỉ long. Đưa về ba vỉ đấy. Ăn đi, ngon. Ừ. Thôi.